Xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu các bác đây là những cái bộ lô mà sử dụng cho cái máy cán gen Nhật Bản cổ trục 54. Đây cái loại máy loại lô đây thì em có rất là nhiều loại ở đây, chưa mang hết lên hết được. Thì đây ví dụ như đây là bộ lô M10 × 1.5. Cái loại này thì sử dụng thép SKD11 và sử dụng riêng cái công nghệ mà tôi thấm phủ ở ngoài này. Thì cái lớp tôi rất là cứng và độ bền rất là cao, nó không như loại lô kia. Đấy, chiều dày của cái lô này là 60. Tiêu chuẩn nó còn là 60, nó dày hơn khoảng 60 một chút. Lô trục là 54. Để các bác nhìn nhá. Cái cá này thì nó là tiêu chuẩn rồi, các bác không cần phải đo vào cái này. Mua máy nào lắp ở đấy và cái này nó có ngày xuất xưởng đây. Ngày xuất xưởng là ngày 18 tháng 10 năm 2019 và ngày hôm nay là đầu tháng 11. Đấy, đường kính của loại lô này thì nó dao động từ khoảng độ 132, 130 đến 133. Đấy các bác nhìn đấy. Tùy theo là bước gen. Đây là 130, đấy, chiều dày 60. Thì các bác mà muốn có yêu cầu mà loại lô mà chiều dày nó khác nhau, chiều dày khoảng 8, 90 hoặc 100 thì các bác liên hệ bên em thì em sẽ báo giá các bác và đặt và sẽ gửi về rất là nhanh. Đấy, cái loại này là loại đường loại M18 × 2.5. Cái này thì sử dụng cho cái làm gen cho bộ 18, 20 và 22 đều sử dụng chung cái bộ lô này. Đấy, các bác cần mà loại to hơn thì các bác yêu cầu hoặc sử dụng chung được. Đây cũng ngày tháng sử dụng cùng một lô hàng về. Đường kính ngoài đây nó khoảng độ 130, chiều dày y chang. Đấy, tất cả chiều dày đều là 60. Đấy. Đây là bộ lô M16 × 2. M16 × 2 thì cái này nó làm bu lông EQ 16 và bước gen là 20mm hệ mét tiêu chuẩn. Đây cũng ngày cấp. Một bộ lô thì sẽ có hai quả, quả A và quả B. Thì các bác mà sử dụng cái lô này thì các bác cứ liên hệ với ở bên em nguồnmay.com sẽ cấp lô và hướng dẫn các bác là lắp ráp cái này, nó cũng đơn giản thôi. Đây là bộ M24 × 3. Sử dụng cho cái EQ 24 và 27 đều sử dụng chung cái loại này cả. Đấy, đường kính ngoài thì cũng giống nhau, nó khoảng độ 130 đến 135. Chiều dày đều 60. Đấy thì cái lô này là sử dụng cho cái máy của Nhật Bản. Tức là cái máy bãi của Nhật Bản ở Việt Nam hay có, hoặc là những cái máy mà của Đài Loan hoặc của Trung Quốc. Còn những cái máy mà Đài Loan mới hoặc máy Trung Quốc mới thì hiện nay thì không sử dụng loại đường kính này, sử dụng đường kính lớn hơn. Cổ trục vẫn như thế. Các bác cần có loại lô mà yêu cầu thì em sẽ có. Ví dụ như em sẽ lấy một bộ lô khác. Đây ví dụ như là cái bộ lô này thì đường kính nó lớn hơn. Đường kính nó lớn hơn các bác thấy này, đường kính nó lớn hơn. Đường kính lớn hơn rất là nhiều. Đấy, đường kính nó lớn hơn. Thì bộ lô này thì là dành sử dụng cho những loại máy của Đài Loan này. Máy sử dụng trục nghiêng này, nó có bước gen đây này. Bước gen cái này là một, tức là một ly, hai quả như thế. Và cái vòng gen này nó khác, khác với loại vòng gen của loại này. Đấy, các bác mà cần làm gen suốt thì phải sử dụng loại này. Còn cái loại này sử dụng gen chết. Đấy. Đây là bước gen là bằng 1, nó từng M6 sử dụng cái gen này. Đấy. Rất là nhiều. Đây, tiếp theo. Đây bộ này chẳng hạn. Bộ này là bộ gen thẳng. Bộ này là bộ gen thẳng. Cái gen thẳng này thì đường kính nó lớn hơn. Đấy. Nó sử dụng những cái máy cán của Đài Loan. Thì ở Việt Nam ấy, nếu mà để làm những cái quả cán như thế này thì cái răng này làm nó không chất lượng là một, và thứ hai phải sử dụng máy cắt dây thì đường cắt nó không đẹp. Này họ sử dụng cái công nghệ mà họ dùng máy phay thẳng. Phay thẳng trên trục tròn này bằng CNC nên rất là chính xác. Và em nói luôn là cái loại lô cán gen này thì cái chất lượng tôi của nó rất là tốt. Cái nước tôi nó rất là tốt. Cái nước tôi nó rất là tốt. Cái nước tôi của nó thì ví dụ như bộ lô thông thường như này, nếu như để mà các bác sử dụng thì nó đạt cái độ bền rất là cao. Và khả năng mà chống mài mòn cũng như bị vỡ. Lô ở Việt Nam làm thì cái răng này các bác làm đến khoảng độ sau khoảng độ vài nghìn ấy, thì bắt đầu cái đầu răng này nó sẽ xấu, nó mòn đi và nó không còn đẹp nữa. Thì cái này thì các bác sử dụng cả vài vạn, khoảng 5, 6, 7 vạn tùy theo bước gen thì sử dụng bằng dưỡng kiểm tra vẫn ok. Đỉnh gen, cái chất lượng gen nó rất là bóng, các bác nhìn đấy, nó không như của Việt Nam. Ngày xưa Việt Nam em cũng đi mài nhiều và bán cho các đơn vị thì các bác sử dụng đều lắc đầu lè lưỡi. Rồi xong cuối cùng thì em phải tìm đặt ở bên nhà máy ở bên nước ngoài để họ sản xuất cái này bên Trung Quốc. Những lô hàng đều có ngày tháng đầy đủ cả. Đấy, mỗi một tháng thì em bán số lượng rất là nhiều. Nên là các bác mà có nhu cầu thì liên hệ với cả số điện thoại ở trên video. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video.